Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Cha vua yêu thương con đến bên chân ngài, lòng ăn năn xin tha thứ tội con. Lìa xa bao gian ác, con nay trở về dâng lên cho cha trọn lòng này. Việt Nam quê hương con, bao tháng năm nhọc nhằn cầu xin cha yêu thương cứu Việt Nam. Ngày mai khi Chúa đến không ai chối từ, hiến đàng cho người Việt Nam. Cầu xin Chúa xót thương người Việt Nam con, Chúa sáng soi dân ngài luôn luôn, trở về bên cha nguồn ánh sáng cho muôn người. Trở về hôm nay người ơi quê hương yêu dấu, cầu xin Chúa cứu giúp bao người lâm nguy. Kia thế giới nước mắt tuôn đầy trên mi, và cha hỡi còn có nỗi vui nào bằng ngày mai đây nhìn đất nước con phục hưng. Hỡi Đức Chúa Trời cao quý, ngài là vua vinh hiển, là đấng có một cùng Jesus Christ Chúa của chúng con. Và giờ đây con cũng hiệp lòng với những tôi tớ của Chúa, cầu xin Đức Chúa Trời ngài thương xót đến những linh hồn của người Việt Nam, không phải chỉ là người Kinh thôi, nhưng mà luôn cả những người dân tộc. Họ đang sống ở tại vùng cao, vùng sâu, trên lãnh thổ của Việt Nam. Đức Chúa Trời ơi, xin sự cứu rỗi của Chúa, phúc âm của Chúa bởi sự công bố của Hội Thánh Chúa đến trên họ. Và họ sẽ được nghe, và họ sẽ được đức tin, và họ sẽ được nhận sự cứu chuộc ở nơi ngài. Quả thật, chỉ có bởi ân điển qua đức tin trong Đức Chúa Giê-xu mà chúng con được cứu. Vậy xin điều đó được thể hiện trên dân tộc Việt Nam. Chúng con biết ơn ngài vô cùng, thưa Đức Chúa Trời. Ôi lại Chúa, vì Kinh Thánh có chép rằng, nhưng nơi nào tội lỗi đó gia thêm thì ân sủng của Chúa lại càng dư dật hơn. Vậy Đức Chúa Trời, hiện nay chúng con biết được trên đất này là đầy tội lỗi, đặc biệt dân tộc Việt Nam chúng con không nhìn biết Chúa, thờ lại những tà thần. Vậy xin Đức Chúa Trời ngài ban ân điển xuống, để nhờ ân sủng Chúa mà dân Việt Nam chúng con có lòng ăn năn,
có đức tin ở nơi Cứu Chúa Giêsu. Vì dưới trời này chẳng có danh nào được ban cho loài người để nhờ đó mà được cứu vả lời. Sứ đồ Phao-lô cũng đã dạy cho mỗi chúng con khi đọc đến lời của ông, ấy là Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Vậy cầu xin Đức Chúa Trời cho dân tộc Việt Nam nghe phúc âm, được cứu rỗi và biết chân lý, vì chân lý sẽ buông tha họ. Ôi lại Chúa, xin cho họ được biết Cứu Chúa Giêsu. Chúa ơi, bên cạnh đó chúng con cũng không quên cầu nguyện sự chuẩn bị. Cầu nguyện sự chuẩn bị trên hội thánh của Đức Chúa Trời Ngài. Lạy Chúa, xin cho hội thánh của Cứu Chúa Giêsu tại đất nước Việt Nam nói riêng và cho toàn thể hội thánh của Chúa trên quả địa cầu này chuẩn bị đời sống thuộc linh, chuẩn bị nếp sống tin kính, chuẩn bị của cái đạo đức mục vụ việc Cơ Đốc giáo được trang bị trên hội thánh của Ngài. Chúa ơi, xin chuẩn bị, xin cho hội thánh Chúa biết ăn năn, xin cho hội thánh Chúa đứng vào trả lời của những người công chính mà địa vị Chúa ban cho, để có nếp sống của sự công bình trong lời nói, trong hành động, trong cử chỉ của mình, để người dân Việt Nam chúng con khi nghe phúc âm cộng với lại thấy nếp sống của hội thánh, họ biết rằng đây là hội thánh thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Xin chuẩn bị hội thánh của Ngài. Xin đem sự phục hưng. Xin đem sự phục hưng, Chúa ơi. Bởi vì mùa gặt sẽ không thể xảy ra một cách vĩ đại cho đến khi hội thánh của Ngài được phục hồi, được phục hưng, được trở lại như hội thánh trong công vụ các sứ đồ. Thần Ngài đổ xuống, họ hầu việc Chúa, rao giảng bởi sự giản dị, sống nếp sống thông công với nhau trong tình yêu. Bên cạnh đó, hàng ngàn và hàng ngàn người đã trở lại tại xứ Giu-đê. Thì Chúa ơi, xin cho hội thánh của Cứu Chúa Giêsu nói riêng tại Việt Nam được điều này, để cho dân tộc của chúng con được cứu, không phải chỉ rải rác, nhưng mà được cứu hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người trở lại tin Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài, lạy Đức Chúa Trời. Xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam chúng con trong những ngày tới đây. Vì mấy tháng qua, người dân tộc người Việt Nam của chúng con chỉ sống ở trên đồng lương mỗi một ngày. Họ sống đồng lương của công nhân mỗi một ngày. Nhưng suốt nhiều tuần lễ đã không được đồng lương này. Cuộc sống khó khăn, kinh tế thật là khủng hoảng. Cầu xin Đức Chúa Trời mở cửa, ban cho họ trở lại có tài chánh, có kinh tế để nuôi các em, các con, các cụ trong gia đình của mình. Con cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúa ơi, không ai làm được, Ngài làm được. Chính phủ bó tay, loài người chúng con dù có khả năng, có giàu có khoa học tân tiến cách mấy cũng bó tay. Nhưng Đức Chúa Trời có khả năng, vì chẳng có gì khó đối với Chúa cả. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã nghiêng tai qua nghe lời cầu nguyện của tất cả chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, cùng thanh hiệp ý dâng lên những lời cầu nguyện chúng con trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, ngay giờ này, xin quý vị hãy mở lòng mình để tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Đấng Christ. Như lời Chúa đã nói, vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở. Xin quý vị nào muốn đón nhận Chúa vào đời sống mình, hoặc có thắc mắc về niềm tin và cuộc sống, xin liên lạc với chúng tôi qua hộp thư Hỏi Đáp Niềm Tin, avong@gmail.com. Không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Kính chúc quý vị có một quyết định sáng suốt, đầy ơn phước
ngay từ hôm nay. Vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên xin tạm chấm dứt tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ an khang thịnh vượng trong vòng tay thương yêu của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Kính chào quý vị. Kính chúc quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 28 tháng 11 2021 và lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vtvnews@gmail.com. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình.